Một chén cơm có 130 calo, một cái bánh sandwich có từ 250 tới 350 calo và một cái đùi gà chứa khoảng 100 tới 120 calo. Vậy chính xác thì calo là gì? Chúng ta nghe về chúng ở khắp mọi nơi, trên các nhãn dán thực phẩm, trong các kế hoạch ăn kiêng, ngay cả khi chúng ta nói về việc tập thể dục. Nhưng chúng thực sự có ý nghĩa gì và tại sao chúng lại quan trọng đến như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về calo trong video này và đến cuối video bạn sẽ không chỉ hiểu calo là gì mà còn hiểu tại sao nó lại cần thiết cho sức khỏe và dinh dưỡng của chính bạn. Nếu bạn quan tâm và hứng thú với những nội dung như thế này thì đừng quên đăng ký ghé thăm thư viện nhỏ hàng tuần nha. Cảm ơn các bạn. Vậy thì tóm lại calo là gì và tại sao chúng lại quan trọng? Nói một cách đơn giản, calo là đơn vị năng lượng, cụ thể là 1 calo là lượng năng lượng cần thiết để tăng nhiệt độ của 1 gram nước lên 1 độ C. Khi mà nói về thực phẩm, chúng ta thường đề cập đến khái niệm kilocalo, tức là 1 kilocalo tương ứng với 1.000 calo. Năng lượng là thứ giúp cho cơ thể bạn hoạt động và tồn tại. Mọi chức năng trong cơ thể, cho dù đó là đi bộ, nói chuyện, tiêu hóa hay thậm chí là suy nghĩ đều cần có năng lượng. Mình đã có một video để nói về phân tử mang năng lượng sống, đó là ATP. Mọi sinh vật đều sử dụng ATP làm nguồn năng lượng cho các tế bào. Bạn có thể xem thêm video đó bên dưới phần bình luận. Tuy nhiên, khi mà nói đến calo, tức là chúng ta đang đo lượng năng lượng chứa trong thực phẩm hay là đồ uống như là thịt, tôm, cá, cơm. Chúng đại diện cho lượng năng lượng mà cơ thể bạn có thể thu được từ việc tiêu thụ một loại thực phẩm hoặc là đồ uống cụ thể nào đó. Khi mà bạn tiêu thụ thực phẩm, cơ thể bạn sẽ phân hủy các chất dinh dưỡng đa lượng để giải phóng năng lượng. Năng lượng này sau đó được sử dụng để tổng hợp ATP. Calo cung cấp năng lượng thô, trong khi ATP là nguồn năng lượng tức thời mà tế bào sử dụng để thực hiện các chức năng của mình. Về cơ bản, bạn có thể hiểu calo chính là lượng năng lượng tiềm năng có trong thực phẩm. Cơ thể chúng ta chuyển đổi calo thành ATP để cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào. Và nếu như không có đủ calo, cơ thể bạn có thể không hoạt động bình thường, giống như nhiên liệu cho một chiếc ô tô, không có nhiên liệu thì không có chuyển động. Vậy thì khái niệm này đến từ đâu? Ban đầu người ta đưa ra khái niệm calo để đo nhiệt độ hoạt động trong động cơ. Bạn không nghe lầm đâu, calo ban đầu được sinh ra không dành cho thực phẩm. Đúng như định nghĩa của calo ở đầu video, người ta thực sự đã dùng nó để định lượng năng lượng nhiệt được tạo ra bởi quá trình đốt cháy nhiên liệu nhằm để tối ưu hóa hiệu suất của động cơ và cách mà nó chuyển nhiệt năng thành công cơ học. Về bản chất, calo đóng vai trò là đơn vị phổ quát để đo năng lượng, cho dù đó là động cơ hay quá trình trao đổi chất của con người. Bởi vì cả hai hệ thống này đều dựa vào sự chuyển đổi năng lượng để thực hiện công. Vì vậy, theo thời gian, khái niệm về calo đã được các nhà sinh vật học và chuyên gia dinh dưỡng áp dụng để đo hàm lượng năng lượng có trong thực phẩm. Bởi vì họ cần phải hiểu được cách thức ăn cung cấp năng lượng cho cơ thể con người, tương tự như cách nhiên liệu cung cấp năng lượng cho động cơ. Atwater là người đầu tiên đã tính toán và thí nghiệm xem các loại thực phẩm khác nhau chứa bao nhiêu năng lượng và công trình của ông đã đặt nền móng cho cách chúng ta đo lượng calo ngày nay. Đó là lý do tại sao bạn thường nghe về thứ gọi là hệ thống Atwater trong khoa học dinh dưỡng. Vậy thì hệ thống Atwater hoạt động như thế nào? Hay là lượng calo được chuyển hóa thành năng lượng trong cơ thể chúng ta như thế nào? Khi mà bạn ăn thức ăn, cơ thể bạn sẽ chuyển hóa lượng calo đó thành năng lượng thông qua quá trình tiêu hóa. Nó phân hủy các chất dinh dưỡng đa lượng như là carbohydrate, protein và chất béo thành các phân tử nhỏ hơn mà nó có thể sử dụng để làm nhiên liệu. Theo các giá trị trung bình á, thì cứ mỗi gram carbohydrate và protein cung cấp được 4 kilocalo, trong khi chất béo cung cấp cho bạn 9 kilocalo mỗi gram. Đây chính là lý do tại sao thực phẩm chất béo có xu hướng chứa nhiều calo hơn. Năng lượng này được cung cấp cho mọi hoạt động từ cơ bắp, di chuyển hay suy nghĩ. Vâng, ngay cả việc ngồi xem video này cũng đang đốt cháy calo. Nhưng vấn đề không chỉ là số lượng calo. Hiện nay không phải tất cả lượng calo đều được tạo ra như nhau. Có lẽ bạn đang nghe nói về từ calo rỗng. Đây là những calo cung cấp rất ít hoặc không có chất dinh dưỡng, giống như là calo từ đồ uống có đường hoặc là đồ ăn vặt. Chắc chắn là chúng có cung cấp cho bạn năng lượng, nhưng không nhiều và không có giá trị dinh dưỡng. Mặt khác, thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như là rau, ngũ cốc, protein nạc cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu ngoài calo. Vì vậy, vấn đề không chỉ là số lượng calo mà còn là chất lượng thực phẩm cung cấp chúng. Thế thì bạn cần bao nhiêu calo cho đủ? Nhu cầu calo của mỗi người là khác nhau, chúng phụ thuộc vào các yếu tố như là độ tuổi, giới tính, mức độ hoạt động và sự trao đổi chất của từng người. Trung bình, một người trưởng thành có thể cần khoảng 2.000 kilocalo mỗi ngày. Nhưng nếu bạn có công việc nặng nhọc, bạn có thể cần nhiều hơn. Điều quan trọng là tìm ra điểm cân bằng. Ăn quá nhiều calo, cơ thể bạn sẽ tích trữ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ. Ăn quá ít, bạn có thể không có đủ năng lượng để hoạt động cả ngày. Có một số hiểu lầm về việc cung cấp calo, các calo là khác nhau.
Bản thân thước đo calo chỉ là một con số, mặc dù chúng cung cấp một lượng calo như nhau, ví dụ như 200 calo bông cải xanh với 200 calo kẹo đường, nhưng chúng lại đến từ những loại thức ăn khác nhau. Vì vậy, tất cả các lượng calo đều bằng nhau là một quan niệm sai lầm, tại vì nguồn gốc của lượng calo đó mới là vấn đề. Bởi vì câu chuyện của năng lượng không chỉ xoay quanh calo mà chúng ta phải để ý đến các chất dinh dưỡng, sự dung nạp các chất và sự trao đổi chất hiệu quả. Trong khi 200 calo bông cải xanh cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, chất chống oxy hóa, rất cần thiết cho sức khỏe của bạn. Ngược lại thì 200 calo kẹo đường chủ yếu bao gồm các loại đường đơn giản và gần như không có giá trị dinh dưỡng. Vì vậy, một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm nhiều loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng đảm bảo cơ thể bạn nhận được tất cả các dinh dưỡng cần thiết chứ không phải là số lượng calo cần thiết. Tóm lại, calo là đơn vị chúng ta dùng để định lượng năng lượng mà các loại thực phẩm cung cấp cho chúng ta. Hiểu được lượng calo chúng đến từ đâu và chúng ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể của bạn là chìa khóa để duy trì sức khỏe tốt và chế độ ăn uống cân bằng. Vấn đề ở đây không chỉ là đếm lượng calo mà còn là đảm bảo chất lượng calo bạn tiêu thụ đến từ những nguồn thực phẩm như thế nào nữa. Cùng thảo luận trong phần comment bên dưới nha. Và trước khi bạn rời đi, hãy nhớ đăng ký thích video này và chia sẻ với những người khác nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.